Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về Aptomat. Ngày nay với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, các thiết bị điện được thiết kế một cách đơn giản, gọn nhẹ, nhiều tính năng và đặc biệt chúng có thể kết nối máy tính hoặc bộ điều khiển từ xa bằng tay. Aptomat là một thiết bị điện như vậy. Để quý vị các bạn hiểu sâu thêm về Aptomat, chúng ta sẽ đi vào phần nhất là phần khái niệm và công dụng. Một, khái niệm. Aptomat là một thiết bị khí cụ điện dùng để đóng cách mạch điện một pha hoặc ba pha. Thứ hai, về phần công dụng. Công dụng Aptomat là thiết bị đóng cắt. Ở điều kiện bình thường, chúng cho phép dòng điện chạy qua, và trong điều kiện bất thường, chúng có khả năng duy trì dòng điện trong khoảng thời gian xác định và cắt chúng. Thứ hai là về phần cấu tạo. Về phần cấu tạo, thứ nhất, đây là cần tác động. Thứ hai, đây là cơ cấu tác động đóng mở. 3. Đây là các tiếp điểm. 4. Đây là các đầu nối. 5. Đây là lưỡng kim nhiệt. 6. Là vít hiệu chỉnh dòng tác động. 7. Là cơ cấu cắt điện từ. Và 8. Là hệ thống dập hồ quang. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần nguyên lý hoạt động của Aptomat. Về nguyên lý hoạt động của Aptomat, Aptomat có hai nguyên lý hoạt động chính. Đó là nguyên lý hoạt động khi dòng quá tải, và thứ hai là nguyên lý hoạt động khi điện áp thấp. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn một số đặc điểm chính của một Aptomat. Ở clip tiếp theo tôi sẽ đi sâu vào phần cấu tạo của một Aptomat. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.